Sau đây là kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 9. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7, 8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6602, 3696, 8043. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4899. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12525, 74858, 94156, 24667, 43625, 28907, 63207. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 20573, 26070. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 35666. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01489. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 787744. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 787744.